cá vược. Bà con đã biết cá vược, cá vược hết rồi phải không bà con? Cá vược mềm, rất là dễ ăn, dễ nấu, dễ chiên, dễ xào, nhưng mà nó tốt cho sức khỏe vô cùng. Nhưng mà riêng đối với những người này thì sức khỏe nó không được tốt đâu nha bà con. Sức khỏe không được tốt cho căn bệnh của mình, ăn cá vược vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Cho nên vui lòng đừng ăn đối với những người và những bệnh thế này bà con ạ. Đó là bao bầu, hệ thần kinh kém, trẻ em từ 6 tuổi trở xuống, người lớn 60 tuổi trở lên, não bộ, tim, mạch giảm cân, bị xương khớp, có bệnh gì xương khớp cũng không nên ăn cá vược nha bà con. Còn ngoài ra cá vược nó tốt, là tốt cho sức khỏe vô cùng, là bệnh tốt về mắt, hỗ trợ cho giảm cân, tốt tốt cho cải thiện sức khỏe, tốt tốt cho tim mạch, tăng cường sức khỏe xương, người có bệnh gút, huyết áp, trẻ em. Cá vược nó tốt bởi vì nó có selen, protein, omega 3, vitamin A. Ăn thì người lớn không quá 200g, trẻ em không quá 100g một ngày, và phụ nữ cũng không quá 100g một ngày. Ăn 6 ngày là chúng ta phải nghỉ một ngày rồi mới ăn tiếp nha bà con. Bà con ơi, kênh chúng tôi là kênh Đời Sống Và Sức Khỏe, một ngày có 4 video nói về đời sống và sức khỏe, bệnh gì không nên ăn gì, bệnh gì kiêng gì, cử gì. Cho nên bà con thấy được, vui lòng đăng ký 4 video sẽ đến sớm với bà con. Và bà con ủng hộ chúng tôi, ủng hộ chúng tôi chia sẻ cho mọi người biết được, cùng nhau mạnh khỏe nha bà con. Bà con ơi, cho nên tốt tốt vô cùng bà con ạ. Bà con nha, đó là cá vược nha bà con. Cá vược là không được ăn, cá vược là bà bầu, hệ thần kinh kém, trẻ em 6 tuổi trở lên, người lớn tuổi 60 trở lên, trẻ em từ 6 tuổi trở xuống, người lớn từ 60 tuổi trở lên, não bộ, tim, mạch, bị xương, bị khớp là vui lòng đừng ăn bà con à. Đó, bởi vì cá vược nó tốt, còn lại là cá vược nó tốt. Nó tốt gì cho sức khỏe, tốt cho bệnh mắt, hỗ trợ giảm cân, cải thiện sức khỏe, tim mạch, tăng cường sức khỏe, xương nồi, có bình gút, huyết áp, trẻ em. Cá vườn nó tốt bởi nó có selen, protein, omega 3, vitamin A. Người lớn ăn không quá 200g, trẻ em không quá 100g mỗi ngày. Ăn 6 ngày là chúng ta nghỉ một ngày. Bà con thấy được, vui lòng đăng ký để ủng hộ chúng tôi và 4 video Đời Sống Về Sức Khỏe, bệnh gì ăn gì sớm đến nha bà con. Bà con vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Bà con ơi, xin chào nào nào.